Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tại Atlanta được cập nhật hàng ngày trên đài VVTV của chúng tôi. Sau đây kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu tiên cho biết Bộ trưởng Bộ Tư pháp Georgia, đạo luật nhịp tim của Georgia có hiệu lực ngay lập tức. Vào hôm thứ Tư ngày 20 tháng 7, một tòa án phúc thẩm ra phán quyết rằng đạo luật nhịp tim của tiểu bang có thể có dấu hiệu có hiệu lực ngay sau quyết định mang tính bước ngoặt của tối cao pháp viện vào tháng 6, rằng quyền phá thai không còn được bảo vệ ở Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Georgia đó là ông Chris Carr cho biết, đạo luật có hiệu lực ngay lập tức. Luật của tiểu bang cấm phá thai sau khi phát hiện tim thai, tức là khoảng 6 tuần, đã được thống đốc Brian Kemp ký thành luật vào năm 2019, nhưng bị chặn có hiệu lực sau khi một số trung tâm y tế phụ nữ đệ đơn kiện. Sau quyết định của tối cao pháp viện đảo ngược vụ án mang tính bước ngoặt Roe v. Wade, Bộ trưởng Chris Carr đã viết ra cho tòa án phúc thẩm rằng tòa án này không còn có thể ngăn chặn đạo luật bình đẳng và công bằng cho trẻ sơ sinh của Georgia. Và tên chính thức của đạo luật nhịp tim trở thành pháp luật của tiểu bang. Trong một thông báo ngắn gọn được đệ trình vào thứ Sáu 24 tháng 6, cùng ngày với phán quyết của tối cao pháp viện về Roe v. Wade, được đưa ra tòa án phúc thẩm số 11, đã chỉ thị cho cả hai bên nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện phải đưa ra lập luận của họ về việc phán quyết mới của tối cao pháp viện sẽ ảnh hưởng thế nào đến kháng cáo của họ. Và cho đến ngày 14 tháng 7, cả hai bên phải nộp một bản tóm tắt dài 10 trang về vấn đề này. Bây giờ, sau khi xem xét lập luận của hai bên, đạo luật nhịp tim bắt đầu có hiệu lực. Theo tòa án của tòa phúc thẩm thì họ phải đảo ngược phán quyết có lợi cho người phá thai và điều chỉnh lại với hướng dẫn để đưa ra phán quyết có lợi cho viên chức tiểu bang. Và tiếp theo bản tin cho biết, Athens Clark County đang thực hiện các bước để hợp pháp hóa cần sa. Theo đài 11 Alive, một ủy ban của Athens Clark County đang thực hiện các bước để hợp pháp hóa cần sa trong cộng đồng. Vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 7, tại một phiên họp được gọi là đặc biệt, ủy ban này đề nghị một sắc lệnh địa phương mới nhằm hợp pháp hóa việc sở hữu số lượng cần sa nhỏ hơn 1 ounce. Ủy viên quận 5 của Athens Clark County, ông Tim Denson, nói với đài 11 Alive rằng nếu được thông qua thì hình phạt cho vi phạm này sẽ chỉ là 1 Mỹ Kim tiền phạt. Ông cho biết điều này sẽ giúp giảm số người ngồi tù một cách không cần thiết. Và ông còn nói thêm rằng nhiều người trong ủy ban chúng tôi cảm thấy chúng tôi không nên hình sự hóa cần sa ở Athens Clark County, ở tại Georgia. Đặc biệt là khi cần sa được hợp pháp hóa ở rất nhiều tiểu bang khác. Tuy nhiên, các thành viên cộng đồng Athens từ chối đề nghị này, gọi cần sa là cánh cửa dẫn đến nghiện ngập ma túy. Ông Denson cho biết, rất nhiều ý kiến chống đối cần sa một cách sai lầm đã bị khoa học bác bỏ. Ông nói, theo quan điểm của chúng tôi không nghe được bất kỳ lập luận nào chính đáng buộc chúng tôi phải hình sự hóa cần sa. Ông khẳng định, biện pháp này nên được thông qua, vì biện pháp này có thể giúp các nguồn lực thực thi pháp luật tập trung vào việc loại bỏ các loại ma túy nguy hiểm trên đường phố. Nhân viên thực thi pháp luật có thể tập trung nhiều hơn vào fentanyl và heroin thay vì bị phân tâm khi tập trung vào một lượng cần sa thấp dưới 1 ounce. Và ông Denson cũng cho biết là có ít nhất là hai ủy viên khác ủng hộ đề nghị này. Họ sẽ bỏ phiếu về biện pháp này vào ngày thứ Ba, 2 tháng 8. Phân nửa số học sinh của học khu Houston County cần đăng ký cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá.
Trong 2 năm qua, tất cả học sinh của Houston County có cơ hội ăn trưa miễn phí tại trường nhờ quỹ đại dịch liên bang. Bây giờ thì những khoản tiền đó đã cạn, học sinh có thể thấy là một số thay đổi trong canteen. Sau 2 năm phục vụ bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh, bây giờ mọi thứ đang trở lại như trước đại dịch. Bà Meredith Porter, giám đốc dinh dưỡng học đường của Houston County nói rằng USDA cho phép tất cả trẻ em được ăn miễn phí để giảm bớt gánh nặng của đại dịch mà các gia đình đang phải gánh chịu. Bây giờ các gia đình cần phải nộp đơn để biết con họ phải trả bao nhiêu tiền. Trong năm họ sắp tới, thì chúng tôi chuyển đổi trở lại quy trình trước COVID-19, nơi một số trẻ em sẽ cần đăng ký bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá bằng ứng dụng bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Hiện nay, phân nửa số trường của học khu Houston County có đủ điều kiện nhận bữa ăn sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh, vì các khu vực lân cận của họ đáp ứng hướng dẫn về thu nhập của liên bang. Và tại 19 trường khác thì phụ huynh phải đăng ký để được miễn phí hoặc giảm giá bữa ăn cho con em của họ. Bà Meredith Porter nói tiếp, chúng tôi khuyến khích các gia đình điền đơn vào để ghi danh trước khi đến trường, để họ có thể biết là gia đình của họ có đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc là giảm giá hay không. Bởi vì khi họ nhập học vào ngày đầu tiên, sẽ bị tính chi phí theo tình trạng hiện tại của họ. Nếu phạm vi tiếp cận ứng dụng vượt quá nguồn tài trợ, học khu phải lập danh sách ưu tiên 1 và ưu tiên 2. Và cũng theo bà Meredith Porter, các bậc cha mẹ muốn con mình được miễn phí hoặc giảm giá bữa trưa nên nộp đơn qua ứng dụng trước ngày 1 tháng 8. Sau qua bản tin nói về sét đánh trúng căn cứ lục quân ở Georgia khiến cho một người tử vong và 9 người bị thương. Theo một bản tin của đài Fox 5, sét đã đánh trúng căn cứ Fort Gordon của lục quân ở tiểu bang Georgia vào hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 7, đã làm cho một quân nhân dự bị thiệt mạng và 9 quân nhân khác bị thương trong khi đang ở khu vực huấn luyện. Phát ngôn viên của căn cứ này nói với đài Fox 5 rằng căn cứ Fort Gordon đau buồn xác nhận một trong những người lính bị thương trong vụ sét đánh đó đã qua đời vì chấn thương nghiêm trọng. Bà Ann Bowman, phát ngôn viên căn cứ này, từ chối yêu cầu của phóng viên đài Fox 5, nói rằng chúng tôi sẽ không nêu lên danh tính của bất kỳ ai, cần phải chờ thông báo cho gia đình biết trước. Theo bà Bowman, sự việc xảy ra khoảng 11 giờ 10 phút sáng ngày thứ Tư tại khu huấn luyện 26, giữa lúc thời tiết nơi đó rất xấu và những quân nhân ở đó bị thương do sét đánh trúng vào một trong những khu vực huấn luyện của họ. Bà còn nói thêm là chúng tôi biết có nhiều người bị thương, nhưng chúng tôi không biết tình trạng nặng hay nhẹ. Nhân viên cấp cứu của căn cứ Fort Gordon nằm về phía tây nam Augusta, Georgia, lập tức có mặt ở hiện trường. Theo đài truyền hình địa phương WGBF, thì tất cả những quân nhân này được đưa đi điều trị tại bệnh viện Dwight David Eisenhower Medical Center trong căn cứ Fort Gordon. Và ngay sau đó thì trên trang Twitter, thống đốc Brian Kemp viết rằng gia đình chúng tôi cầu nguyện cho gia đình của quân nhân đã tử vong, cũng như cho những người bị thương vì bị sét đánh. Tin tiếp theo, lệnh bắt giữ tiết lộ chi tiết liên quan đến việc bắt cóc tại Fayetteville. Sắc lệnh bắt giữ Augustus Roman, 36 tuổi, và Xavier Russian, 21 tuổi, tiết lộ những chi tiết mới liên quan đến vụ bắt cóc kỳ lạ dẫn đến việc phong tỏa căn nhà ở Woodbine bên ngoài đường White, cũng như sự bế tắc của lực lượng SWAT tại khu đô thị Atlanta vào chiều ngày 18 tháng 7 vừa qua. Nhà cảnh sát Fayetteville cho biết hai thanh niên bị uy hiếp bằng súng phải vào trong căn nhà để xe, không được bỏ đi. Roman, còn có tên là Gazi Kodo, là thủ lãnh của đảng Black Hammer, một giáo phái cuồng tín tự mô tả là biểu tượng của hy vọng cho giai cấp công nhân thuộc địa. Và giáo phái này bị cảnh sát cáo buộc là nhóm băng đảng tội phạm đường phố. Russian còn có tên gọi là Kino và Emmons có tên gọi là AP. Một thanh niên 18 tuổi bị bắn chết đều là thành viên của nhóm. Giáo phái Black Hammer do Roman thành lập vào năm 2019, có trụ sở tại Atlanta, đã thu hút sự chú ý của Internet và nhiều tuyên bố
cũng như hoạt động gây tranh cãi. Cả hai nghi can Roman và Russian hiện đang bị bắt giam tại nhà tù của nhà cảnh sát. Và rapper Lil Baby cung cấp 100 việc làm cho giới trẻ Atlanta. Rapper Lil Baby cho biết anh hợp tác với một thương gia tại Atlanta tuyển dụng 100 thanh thiếu niên cho nhiều thương nghiệp. Lil Baby là ca sĩ nhạc rap sinh trưởng tại Atlanta, tên thật là Dominic Jones, từng đoạt giải Grammy, hợp tác với chủ nhà hàng Lehman Bradley, tuyển dụng thanh thiếu niên dưới 21 tuổi. Trong thông báo về sự hợp tác chung của họ cho biết rằng, tỷ lệ tội phạm về lừa đảo, ăn cướp và giết người càng lúc càng gia tăng, khiến cho họ tìm cách đưa ra một lối thoát và nguồn thu nhập tích cực cho những người cần làm việc. Giới trẻ được tuyển dụng sẽ làm việc tại nhà hàng Bradley và tiệm rửa xe Auto Spa Bistro, Club Restaurant, Eco Car Spa ở khu đô thị Atlanta. Họ cũng muốn tuyển dụng tiếp viên, người rửa chén, rửa xe và nhiều công việc khác. Thanh thiếu niên dưới 21 tuổi mới có thể ghi danh bằng cách trực tiếp gửi hồ sơ trên trang Instagram hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho nhà hàng. Bradley đang có kế hoạch mở dịch vụ cắt cỏ vào cuối năm 2022. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi là những tin liên quan đến địa phương. Ngọc Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý khán thính giả một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Thân ái, kính chào.